Quốc Bảo xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của đài truyền hình Viettoday. Kính thưa quý vị, vào lúc 11 giờ sáng thứ hai, 30 tháng 5 vừa qua, phóng viên đài truyền hình Viettoday có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trận vong Memorial Day được tổ chức thật trọng thể tại Oak Hill Memorial Park, thành phố San Jose. Kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trận vong Memorial Day 2022. Vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay thứ hai, 30 tháng 5 năm 2022, tại Oak Hill Memorial Park, tọa lạc tại số 300 Courtney Avenue, thành phố San Jose, đã long trọng diễn ra buổi lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trận vong Memorial Day với sự hiện diện của đông đảo các cựu chiến binh cùng gia đình, bạn bè thân hữu và người dân thành phố San Jose. Phóng viên đài truyền hình Viettoday đã có mặt để gửi đến quý vị phần tường trình. Anh Phú Đạo, manager của Oak Hill Memorial Park, đã cho phóng viên Viettoday biết thêm về công tác chuẩn bị cho buổi lễ cũng như điểm đặc biệt của ngày lễ năm nay. Thì hàng năm thì Oak Hill có cái cơ hội để tổ chức cái lễ tưởng niệm các chiến sĩ. Nói chung thì Oak Hill thì rất nhiều cái cuộc chiến tranh và các chiến sĩ của quốc gia này đã được tổ chức ở đây. Có thể từ lúc mà Civil War là nội chiến của họ cũng có, rồi chiến tranh giữa người Spanish và người Mỹ. Sau này đến những chiến tranh Korea, Việt Nam, cả cái Perth Gulf War cũng có và cái Afghanistan. Đó là những người đã chết vì đất nước này thì họ đều làm cái lễ tưởng niệm ở đây. Thì hàng năm thì cái số người đến tham dự thì nó cũng có sự tăng lên. Công ty cũng muốn góp phần để nhắc lại những cái sự hy sinh của các chiến sĩ lo cho những đất nước dù bất cứ cho các chiến tranh nào. Thì năm nay thì đây cũng có đặc biệt là thêm những cái ca show, thì một số người họ là người vét, họ có làm tổ chức đó, họ mang vào đây. Thì cũng những cái xe tăng hay là hệ thống các helicopter năm nay thì Black Hawk họ có đến, họ land đúng 11 giờ để lễ khai mạc. Thì đó là những cái mà cố gắng để làm mỗi năm đó tốt hơn. Năm nay thì khi tổ chức thì lúc nào mình cũng rất là lo về thời tiết. Nên mà nóng quá thì cũng hơi nguy hiểm, phải lo nhiều cái emergency xảy ra, nhưng mà được cái là thời tiết năm nay thì quá tốt, mọi người đến đây rất là vui vẻ.
số bóng cây thì cũng tổ chức thêm rất nhiều ghế, có thể theo dõi là các băng ghế ngồi thì rất là đều đủ năm nay. Thường thường thì hàng năm thì buổi sáng thì có cái lễ của người Nhật, sau cái lễ chánh nằm ở đây. Sau cái lễ chánh này thì sẽ có tổ chức chương trình của Việt Nam mình, sẽ ở một cái vùng, cái location gần ở đây, đi bộ khoảng chừng mấy phút thôi, thì cũng nằm trong đây thôi, thì nơi đó có là có helicopter nằm ở đó luôn. Thì các hình ảnh của các chiến tranh Việt Nam mình cũng được trưng bày ở đó. Sau khi quan khách đã đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi, buổi lễ đã bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Phần giới thiệu tại đại diện ban tổ chức, sau đó là phần trình diễn của đội quân nhạc Marine Corps Recruiting Station San Francisco. Năm nay đặc biệt, có thêm phần biểu diễn trực thăng rất đẹp, bay lượn trên bầu trời tại khu vực hành lễ. Tiếp theo là phần chào cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ trong tiếng đàn violin do nghệ sĩ cựu chiến binh Peter Wilson biểu diễn và đọc lời tuyên thệ được đại diện bởi thương binh Stephen R. Thompson. Sau đó là lời chào mừng quan khách của bà chủ tịch hội cựu chiến binh Rose Herrera và ông tổng giám đốc Ochil Memorial Park, ông Chris Hopper. Sau đó là phần phát biểu của các quan khách tham dự như thị trưởng San Jose ông Sam Licardo, ông Dave Cortese và đặc biệt là phần phát biểu của ông Leon Panetta, cựu bộ trưởng quốc phòng thứ 23 của Hoa Kỳ, khách mời danh dự của buổi lễ. Phần phát biểu của ông đã nhận được nhiều tràng vỗ tay từ quan khách tham dự. Tiếp theo là phần diễn hành của các hội đoàn có mặt tham dự buổi lễ. Sau đó là lễ dâng hoa tưởng nhớ đến các sự hy sinh của tất cả những người lính Hoa Kỳ trải qua 12 cuộc chiến, bắt đầu từ cuộc nội chiến cho đến cuộc chiến gần đây nhất là chiến tranh Iraq và Afghanistan. Buổi lễ đã tiếp tục với phần bắn 3 phát súng và bài hát America the Beautiful và phần thả chim bồ câu tung bay lên nền trời xanh với hàng quốc kỳ Hoa Kỳ bay phất phới, làm cho quan khách có mặt ai nấy đều bùi ngùi xúc động trong giây phút thiêng liêng này. Lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong kết thúc tốt đẹp vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày. Và đến 2 giờ 30 phút chiều, hội AVVA Chapter 201 đã có một buổi lễ tưởng niệm tiếp theo dành cho các chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam và các đồng minh tại đồi Field of Honor Memorial Day Service. Ông Đồng Kim Cang, đại diện ban tổ chức đã chia sẻ với phóng viên Việt Today. Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Việt Today, năm nay cũng như thường lệ là sau 2 năm dịch Covid Vũ Hán thì chúng tôi tham dự cái ngày lễ Memorial Day của cái nghĩa trang Oak Hill này, thì tổ chức cùng một ngày lễ hôm nay với tôi thì có cái hội mẹ là cái hội cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Thì cái cảm nghĩ của tôi là sau 2 năm tất cả đồng đội chúng tôi xa cách với nhau thì tất cả mọi người rất là vui mừng để được gặp mặt nhau để làm cái lễ như thế này, bởi vì cái lễ này đối với chúng tôi rất là quan trọng, hỗ trợ cái tinh thần để mà chúng tôi sống xa xứ như thế này, nghĩ lại cái cuộc chiến Việt Nam mà mình phải lưu vong như thế này. Thì cái cảm nghĩ của chúng tôi thì nói cho đúng thì lúc nào cũng buồn cả, bởi vì mình mất nước thì không có lúc nào vui cả,
chỉ có khi nào gặp lại anh em cùng ở trong quân đội lúc trước thì có một vài phút vui. Phóng viên Việt Today cũng có dịp trò chuyện với cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Warren Finch, President of Vietnam Veterans of America, VVA Chapter 201. I'm Warren Finch. I'm currently the President of Vietnam Vets of America Chapter 201, which is Santa Clara County. And I've been the president. This is going on to be my fifth year as the president of the organization. The couple of the things that I was stationed in Pleiku, which is in the Central Highlands, as everybody probably knows. The thing that I liked about it was a very nice area. It reminds me a lot of where I grew up here in California and in other places in the United States. It was very nicely forested, just beautiful waterfalls. I'd fly over there, and I liked taking pictures of the waterfalls when I was flying. So it just kind of reminded me of home, just being there. I didn't get to interact because of the job I had. I didn't get to interact with very many of the local people there, but the ones that I did get to interact with, they were always very kind, very pleasant, and very supportive of the military that was there. Well, this event, the one thing, Memorial Day was set up to honor those that gave their lives in war. Primarily started in the U.S. because of the Civil War, so it was mostly honoring American veterans that died in war. I, having been in Vietnam, and because of my association with a lot of the Vietnamese, with associates of Vietnam Vets of America, I like honoring anybody, Vietnamese, Korean, whoever, that served in the United States Army, or in the case of some of the others that served in other armies helping to fight for freedom. I like doing the ceremony to honor all who gave their life for freedom. And there's a lot of fellow Vietnam veterans from Vietnam that are very supportive of me and my brothers in the United States. Buổi lễ được diễn ra hết sức trang nghiêm và cảm động, được mở màn với phần trình diễn của dàn đồng ca với những bài hát tưởng niệm. Nghi lễ cũng diễn ra theo trình tự với phần phát biểu từ đại diện ban tổ chức, lễ chào cờ và mặc niệm, phần phát biểu của đại diện hội AVVA và quan khách tham dự, và kết thúc với 21 phát súng được bắn ra để tưởng niệm cho tất cả những người lính Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp vào chiều cùng ngày. Quý vị vừa xem xong những hình ảnh sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại miền Bắc Cali. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thông báo, thư mời xin quý vị gửi về cho đài truyền hình Việt Today qua địa chỉ email info@viettoday.tv. Quý vị cũng có thể đón xem những thông báo hội đoàn trên đài truyền hình Việt Today hàng ngày vào lúc 8 giờ sáng, 2 giờ trưa, 5 giờ 50 phút chiều. Quốc Bảo xin cảm ơn quý đồng hương đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình phóng sự cộng đồng của đài truyền hình Việt Today. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự cộng đồng kỳ tới.